Đồng sử dụng xe hybrid của chúng ta em thấy là ngày càng lớn mạnh. Chúc mừng là đoàn của chúng ta có một cái hành trình thành công tốt đẹp trong ngày đầu tiên. Dạ, cháu cảm thấy rất hứng thú đối với hoạt động này và rất có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường. Cái cảm nhận của mình cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy là cái hành trình nó vẫn chưa kết thúc, cái sự háo hức của ngày hôm qua nó vẫn còn nguyên.